Thưa quý vị, trưa ngày 20 tháng 2, tin từ công an huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Đức Dũng, sinh năm 1978, ngụ thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào ngày 19 tháng 12 năm 2021, Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo của phòng giao dịch Can Lộc thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Hà Tĩnh, về việc đơn vị này bị kẻ xấu đập phá làm hư hỏng một máy ATM của ngân hàng, gây thiệt hại gần 100 triệu đồng. Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Can Lộc đã vào cuộc điều tra. Lực lượng chức năng đã xác định được Ngô Đức Dũng chính là thủ phạm gây ra vụ việc trên tại cơ quan điều tra dũng khai nhận do uống rượu lại có tâm lý buồn bực nên trong lúc đi ngang qua máy atm thấy đèn màn hình nhấp nháy đâm ra khó chịu nên đã lấy gậy sắt đập vào máy atm